Mới đây, Sở Công Thương thành phố Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức khai mạc hội chợ quốc tế quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ, hội chợ hàng lưu niệm chất lượng cao của thủ đô và lễ trao giải cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2021. Hội chợ có quy mô 470 gian hàng trực tiếp và trực tuyến của các doanh nghiệp, cơ sở hàng sản xuất thủ công mỹ nghệ trong và ngoài nước. Sở Công Thương Hà Nội cho biết qua 9 năm tổ chức hội chợ quốc tế quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ đã trở thành sự kiện thường niên của ngành thủ công mỹ nghệ. Các kỳ hội chợ đã ghi nhận gần 70.000 lượt khách giao thương, trên 10.000 biên bản ghi nhớ, hợp tác, hợp đồng đã được ký kết với giá trị lên tới trên 50 triệu đô la Mỹ, đóng góp vào giá trị tăng trưởng xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ từ 6 đến 8% một năm. Trong khuôn khổ hội chợ quốc tế quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội lần thứ 10 năm 2021, để ghi nhận và tôn vinh thành tích của các nghệ nhân, tổ chức và cá nhân đạt giải, Sở Công Thương tổ chức trao giải cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2021 với 6 giải nhất, 18 giải nhì, 24 giải ba, 42 giải khuyến khích cho 6 nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ.